Yo, hello, what's up chào em nha, quay trở lại với channel mình nha, từ đường phố đó mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game hay tại chiến như mình nha, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa video cho anh em xem video vậy đâu, video như subscribe và một đăng ký kênh của channel phát triển nha, của anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với bản Anh gọn nha. Qua đây quay sự kiện săn cốt quả anh em. Hiện tại bản Việt thì đang trầm tư, các bạn biết rồi, nhà phát hành đang im ắng và chỉ ra ra một số thông tin không quá là kiểu đặc biệt lắm để anh em có thể thấy được, nên là tốt nhất là thôi. Chúng ta cái bản Anh chơi cho nó thoải mái các bạn. Bản Anh chưa đây thì sẽ cập nhật sự kiện mới. Ô, bên này cũng mở thông thạo rồi. Bên này mở thông thạo rồi anh em. Bên thư thì chưa có gì hot. Chúng ta kéo fanpage để tham gia sự kiện dự đoán tương mới anh em nhé. Săn cốt dự đoán tương mới, bên này có sự kiện săn cốt dự đoán tương mới anh em. Đầu tiên sự kiện tuần. Tầm này thì sự kiện mới lên rồi nhưng mà tôi quay sớm nên chưa review được, rảnh tối chỉ review cho anh em. Chúng ta có cập nhật này, anh hùng Odin này, chuyên gia Luffy SM này, chuyên gia Zetsu này, anh hùng Katakuri Big Mom SS cộng vào quyển SS NM2 anh em. Ok. Đây các bạn. Đoán người hùng mới nhận thưởng, người hùng mới sắp gia nhập phi hành đoàn của chúng tôi. Hãy cùng xem anh ấy là ai và nhận phần thưởng của Nami. Thời gian thì đến hết ngày chiều ngày 20 tháng 6 anh em. Ôi hết rồi à. Team xem bài viết là dạng công khai, đăng bình luận người anh hùng bạn mới và kèm theo UID. Bên này là 408 hay gì nhỉ? À 481400 anh em, 481400 đấy, cái đấy nhập. Phần thưởng mình khá là hậu hĩnh anh em, thật sự bên này tặng quà tôi phải nói các bạn rất là ngon luôn. Và chúng ta bên này bao gồm có 2k kim cương, 1 belly 1 FP, 20 thùng bia. Ok. Cứ tin xe coi bạn biết đâu hên xui mình vẫn nhận quà sao. Sách hả? Ok các bạn. Sách nhận án 481400. Ok anh em. Đó, chúng ta có sự kiện săn cốt mới, anh em tranh thủ tham gia. Nếu bạn nào đang chơi bạn Anh thì có thể tham gia nhé. Thông báo bà chỉ máy chủ thì cả like thì hôm bữa như là đã có nói qua rồi anh em. Gift code hả? Oh. Từ từ các bạn, từ từ. Xin mình nhận xem có ông nào ghi không? Có đây rồi anh em, may quá. Không may là có mấy anh em tốt bụng. Ok bạn, T2 là B R 7 R I B N 5 E. Ok bạn có đem mới này, bạn nào chưa nhập thành chủ nhập luôn nhá. Đây con sự kiện đánh boss win nhỉ, win với xong chưa ta? Một ca chia sẻ xe là 600 6 đến 3 không là 6 trăm ca đủ rồi mà, đủ rồi anh em. Nhà phát hành chưa phát rồi, có nhóm có ai coi bên này xem bên nhóm group chúng ta có gì hot không. Ây da, chi giao chi nó đùa đâu anh em, đùa đâu bạn. Càng đét không á, bên này trong thế đôi nhiều bác cày cũng gắt lắm nha. Ok, giờ thì chúng ta quay trở lại với bạn Anh nào, nhận shop cho anh em. 1k8
Con cái cũng chơi chiến thua lắm bạn. Nhập code. Sao? Code tôi nhập rồi à? Sao? Hay mình đi sai code không trời? Xem lại con nào. Có khi nào mình nên sai cái code không? Bi bảo sao ạ, bảo sao không nhập được, nó cũng đúng thôi, nhập sai anh em, sai một chữ làm sao nhập được, code ở đâu vậy thôi anh em, code ở đâu cũng vậy thôi anh em, sai một chữ thì làm sao nhập được. Vô nào, độ nào. Ok bạn cam nào. Ok nữa hả? T2LB G7 IVUN. Sai chỗ nào ta? T2LI NB. Đây các bạn, T2LB G7 PI các bạn, PI. Ôi ôi, cuối cùng cũng thấy anh em là PI các bạn ạ. À. Ok, đó trời ơi, có code thôi. Ồ, code mùa này ngon này. Hai phải quay lại lợn anh em, cốt mùa này ngon luôn á. Bên này này cho cái cốt ngon ngon ngon. Lại được test nhân phẩm rồi. Nhưng mà phải nói để mà ra thứ bên này thì hơi căng các bạn. Ok anh em, 50 lần thôi. Giờ để nhận được free được tướng Luffy anh em. Tôi nhất định sẽ lấy được Luffy F-Zero cho anh em xem. Ok, hôm qua code sắp tới sẽ tặng thêm một cái phiếu chip quay đây anh em. Không lắm luôn. Ok, thùng bia, 10 thùng bia nữa. Ok, các bạn nào còn gì đập không? 10 thùng bia được à? Đập luôn các bạn. Ra tướng gì ra anh em không ra thôi. Ok, thêm được 40 đá. Chúng ta có cái sự kiện đâu nhỉ? Này thì không nói rồi anh em. Ui, nhưng quyển AL1, AL2 kìa. Mà ít xu không ạ? Ít xu không? Không đủ chơi. Đây, đủ đá các bạn. Đâu rồi? Đây anh em, đủ đá đây. Được hai thùng bia. Hai cốc bia vàng. Nhìn trông nó chán không ạ? Còn nó muốn đổi cao hơn thì các bạn còn nhiều đá hơn. Chứ đổi đá này không ăn thua các bạn. Thế đúng chỉ có thể bản anh thôi bạn, chứ chắc tôi nghĩ không còn bản nào khác làm được những điều này đâu bạn. Thế nhìn trông dã man thật sự. Cơ hội có thêm tướng SS. Không ra. Cây nhà bên này cũng không còn chỗ nào để mà có thể quay. Ô bên này bán cả. À đúng rồi. Ôi dồi ôi luôn. Xin vào vui nào anh em nào. Mới vào được không, vào được cái vui cho nó đỡ các bạn. Vào được vui được chiến thắng Favon. Ok, hôm nay thì chắc là qua lưng cấp sương sương chơi chơi thôi anh em. Chứ không chờ em còn gì đâu. Giờ có thì úp thêm en nữa các bạn, en lên được mấy sao nữa thế thôi. Hiện tại đội hình thì vẫn cứ như vậy các bạn, chưa gì đặc biệt hơn. Ok, nói chung thì ông cập nhật qua tình hình và các sự kiện chung chung mới nhất cho anh em thế thôi. Và các bạn đừng quên tham gia sự kiện dự đoán tướng mới ở bên này nhá. Tranh thủ chuẩn bị tướng mới anh em. Ra rách hạn hán à. Ủa mà bên này chưa có rách hả? Bullet rồi anh em này, ra bullet đồ rồi nhưng mà chưa có rách à.
À, mới được có 2, 4, 6 tướng. Bên này nhiều hơn tí. Ok các bạn. Ok luôn. Cái khác không biết anh em nhưng mà ra gần bằng bản Việt luôn. Thế đặc biệt là vẫn thắng tướng này ghê anh em, Luffy and Zoro mới là mạnh không đây. Ok, tạm thời clip tôi sẽ kết thúc đây, hẹn anh em ở tiếp theo nha. Cảm ơn rồi theo video kênh tự tự đường phố rất là nhiều. Đừng quên là kênh một like và một subscribe của channel. Giờ thì bye bye.